Rồi, hello anh em nha. Lên cho anh em cái bình xăng đít gài SDC. Da xanh láng đẹp nha anh em. Bình zin tháo xe kho về. Mình cũng chưa có vệ sinh nữa nha anh em. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Cái bình này mình bán giá 3,3 triệu nha anh em. Đó. Chắc bình siêu đẹp nha. Da xanh láng như hình. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Đó, cái bình rất là đẹp. Xanh lè nha anh em. Bình này mình bao đủ thứ cho anh em nha, bao găng tay đầy đủ cho anh em. Anh em về chỉ cần lên xe canh chỉnh bét theo cái lực máy mình là xài thôi nha. Rồi, mình tháo trái ga cho anh em xem nha anh em. Rất là đẹp. Bình trái ga 22 ở tầng đa. Zin tháo xe kho về nha. Đầy đủ phụ kiện hết, lò xo. Anh em nào có cần thì cứ alo mình. Bình đẹp nha, giá dễ chơi cho anh em. Cháy ga nè, không xước không lém gì hết nha anh em. Con này cháy ga B3 nha anh em, cháy ga B3. Đó. Không xước không lém gì hết nha anh em. Zin tháo xe kho về. Bát e còn 7 màu luôn. Bên trong thì bao đẹp can xì beng. Không một lũng gì hết. Rồi bình này mình bán giá 3,3 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình.